Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Oan Hồn Nhắn Nhủ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, khá hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Nhắn Nhủ. Men theo con đường đổ bê tông bằng phẳng, những ngọn cỏ oằn mình khô cháy vì nắng hạn. Đến ngay đầu xã Thượng An là thấy được cây cầu nhỏ bắc qua con mương cả nước. Cách đó không xa thì lá cờ tổ quốc đang treo cao bay phần phật theo một luồng gió phơn nóng hầm hập, như là thiêu, như là đốt. Thời tiết tháng 8 nhưng cái nóng vẫn đổ xuống như lò lửa. Từ ngọn gió nào từ tây thổi sang làm cho da người nứt toác ra như thửa ruộng hạn. Cái nóng nung người ấy làm cho đám đang tất tả nháo nhào phía trước càng thêm phần vất vả. Tiếng người gọi nhau huyên náo, tiếng kêu gào râm ran của cả một vùng. Kẻ cầm xô, người cầm chậu, những đứa trẻ nhút nhát dương đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Những đứa dũng cảm hơn thì muốn góp một chút sức lực, yếu đuối cầm cái gáo nhựa bé tí cố dùng chút nước ít ỏi trong ngày nắng hạn để mà cứu cho căn nhà gạch đang ngập chìm trong ngọn lửa. Mấy người đàn bà mặc áo dài đang giang tay để giữ lấy đám trẻ con đang sợ sệt, hoặc là những đứa hiếu động lần đầu tiên thấy cảnh hỏa thiêu khủng khiếp. Những người đàn ông cởi trần trùng trục, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đổ ra đầm đìa vì mệt và nóng nực, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào ngọn lửa hung tàn. Những người đàn bà phụ nữ đứng sau vừa tải nước đến vừa kinh hãi, dương cặp mắt bất lực vô vọng nhìn thần lửa nướng cháy cả một căn nhà. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đã ướt đẫm vì mồ hôi, dính bết lại ở trên lưng để lộ ra một chiếc áo may ô trắng mặc lót ở bên trong, quay lại nhìn mấy người phụ nữ đứng sau nói gần như là quát: "Các cô mau đưa bọn trẻ ra chỗ khác đi, nguy hiểm lắm, nhanh lên, khẩn trương đếm sĩ số xem còn thiếu đứa nào không." Mấy người phụ nữ nghe xong thì vội vã làm theo. Họ kéo đám trẻ ra chỗ khác, lấy lại lối đi cho người lớn, bắt đầu lâm nhẩm trong miệng đếm đủ những khuôn mặt quen thuộc vẫn gặp gỡ thường xuyên. Họ là giáo viên trong ngôi trường tiểu học này, và người ban nãy vừa ra lệnh chẳng phải ai khác mà chính là ông Long, hiệu trưởng. Ông đã làm việc ở đây hơn nửa đời người, nhìn bao thế hệ học trò theo nhau khôn lớn và trưởng thành, đã từng có biết bao kỷ niệm dưới mái trường này. Nhưng chắc chẳng bao giờ ông Long tưởng tượng ra lại có một ngày mình phải cùng người dân hò nhau dập lửa ngay chính trong khuôn viên của trường học. Ngọn lửa đã bị gió nào khô hanh tạt đi tứ phía, thè ra cái lưỡi dài lửa đỏ lòm thiêu cháy tất cả tóc tai, da thịt của những người đàn ông đang cố gắng đối đầu với nó. Trời đang mùa hạn cho nên lửa càng được thể bốc lên cao. Nước trong giếng và trong bể sinh hoạt của trường không đủ sức để dập tắt đi ngọn lửa hung tàn, cứ để cho nó bừng bừng vươn thẳng lên trời, nổ lách tách như là những tiếng cười nhạo. Thầy Long đang cùng với mọi người dập lửa bỗng bị một cánh tay từ phía sau níu lại bất ngờ. Ông đang xách thùng nước nặng nề nên mất đà suýt ngã. Người vừa níu lấy ông là cô Thơm, một giáo viên trẻ nhưng đã đứng lớp được một thời gian, nổi tiếng là một người viết đẹp hát hay, đang chủ nhiệm một lớp thuộc khối 5, khối lớn nhất của trường. Ông Long quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô Thơm cũng sững người, lo lắng hỏi: "Có việc gì vậy? Cô đã đếm sĩ số bọn trẻ chưa?" Cô Thơm gật đầu, hai tay hạ xuống vân vê một góc áo dài, giọng run rẩy đáp: "Em đếm rồi thầy ạ, thế nhưng làm sao? Cô cứ ấp a ấp úng như vậy." Ông Long đang lúc khẩn trương không kìm được sự nóng ruột, gần như là quát lên. Cô Thơm không phản ứng, dường như có một nỗi lo sợ lớn hơn đang đè nặng trong cô, khiến cho cô quên luôn cả câu hỏi có phần sốc sượng của thầy hiệu trưởng. Run rẩy một lúc cô mới đáp: "Em, lớp em thiếu một người." Ông Long đánh rơi luôn cả xô nước, trợn mắt nhìn người đồng nghiệp, hai tay nắm vai của cô mà lắc mạnh: Thiếu ai? Trời đất ơi, cô có chắc không à? Cô đếm lại chưa?" Thơm gật đầu, mắt bắt đầu ứa lệ. Ông Long thấy mình hơi xúc động, phản ứng có phần thái quá cho nên vội vàng buông tay cô, chỉ im lặng nhìn cô giáo trẻ đang mếu máo đáp lời, giọng đầm đìa nước mắt: "Em đếm đi đếm lại mấy lần rồi thầy,
Thiếu thiếu thằng Tín thì hả? Âu Long hơi ngỡ ngàng, miệng khẽ há lớn, thế nhưng mà không nói, rồi quay đầu nhìn về đám lửa vẫn còn đang bùng cháy, nốt tròn cả một căn nhà. Đã vốn dĩ chỉ là một căn nhà kho cũ kỹ, tận dụng từ một dãy lớp học trước đây. Khi mà nhà trường xây mới thì lấy làm chỗ để đựng dụng cụ, bàn ghế cũ và các tấm bảng gỗ lâu năm. Cả cái nhà kho và đống vật dụng linh tinh ấy đều chẳng đáng mấy tiền, nhưng có điều lại toàn là đồ gỗ cho nên cháy rất to, mãi không thể dừng lại. Và nhất là giá trị của vật chất chẳng đáng là bao so với sinh mệnh của con người. Thầy Long cứ mong chỉ có một cái nhà kho ấy bị hỏa thiêu là đủ. Chẳng ngờ giờ đây trong lớp E5 lại thiếu đi một cậu học trò. Ông chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lao lại phía đám đông đang dập lửa, hô hào hớt hải thông báo hung tin: "Cố lên mọi người, nhanh lên, trong đám cháy có người đấy." Nhưng mà sức người không thể thắng nổi sức vị hỏa thần tàn bạo. Đội cứu hỏa mất gần nửa giờ mới đến nơi. Khi đó căn nhà kho đã gần như là bị thiêu rụi hoàn toàn. Con đường dẫn từ cổng làng vào đây quá nhỏ, xe cứu hỏa không thể nào đi qua. Lính cứu hỏa chỉ còn biết cách khiêng máy bơm rút nốt chỗ nước từ con mương cạn phun thẳng vào trong ngọn lửa. Khói bốc cao trắng xóa cả một vùng trời, tựa như là một biển mây chui ra từ dưới đất. Thầy Long nhìn cả dãy nhà kho bị thiêu rụi, lòng nguội lạnh không chút nào tiếc nuối, vì điều thầy lo lắng nhất quả thật đã xảy ra. Trong đống tro tàn xen lẫn với vũng nước còn đọng lại, người ta tìm thấy một thi thể bé tí, cháy đen thui, chân tay co cóp lại vì nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa. Thầy Long được mời tới đầu tiên chưa cần mất thời gian xác định, chỉ cần nhìn thoáng qua, thầy cũng đã nhận ra ngay đó chính là đứa trẻ vừa mất tích, thằng Cu Tín học trò trong lớp E5. Thầy nhận ra nhanh như vậy cũng vì một bên chân của thằng bé bị dị tật, nhỏ hơn chân còn lại, cho nên nó có dáng đi khập khễnh, bước thấp bước cao. Đứa trẻ trong trường vẫn thường hay gọi nó là thằng Tín Thọt. Thằng Tín Thọt xấu xí và dị tật ấy vốn là trẻ mồ côi, có một hoàn cảnh cực kỳ đáng thương. Bố mẹ của nó mất khi nó vừa tròn 3 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Thằng bé ban đầu được cô chú chăm nuôi, nhưng gia cảnh của họ cũng không khá giả là bao. Không thể nuôi mãi được con người khác trong khi con của mình đang đói vàng mắt bụng beo. Thằng bé chuyển hết từ nhà này qua nhà khác, nhưng cũng chẳng ở được lâu. Họ hàng và láng giềng cũng thương nó lắm, nhưng mà vì ai cũng nghèo, cũng túng, quanh năm chỉ toàn rau cháo, cho nên là đứa trẻ cứ phải sống lang thang cù bơ cù bất. Mãi cho đến khi thầy Long biết chuyện cuộc đời của nó mới tạm gọi là sang trang. Thầy Long cúi đầu không dám nhìn thi thể của đứa bé con tội nghiệp, buồn bã nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp thằng Cu Tín. Hôm đó thầy Long đang bận đến trường làm lễ chào cờ, lúc đi ngang qua một cái điếm canh ở vệ đê. Thầy giật mình trông thấy một cái xác nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào bậu cửa. Lòng chắc ẩn của một người làm nghề thầy giáo nhanh chóng bừng lên, khiến thầy phanh gấp vội quay đầu lại. Lao lại sờ lên người của cái xác, đó chính là thằng Tín. Nó chưa chết nhưng người của nó nóng ran như phải bỏng, chán đầm đìa ướt đẫm cả mồ hôi. Rồi buổi sáng hôm đó đang giữa ngày mùa đông chí, trời rét căm căm, sương muối bủa vây, tạo thành một cái màn trắng bay lãng đãng trong không khí. Thầy Long mặc trên người 2-3 lớp áo mà vẫn còn run rẩy. Vậy mà thằng Tín chỉ đắp lên ngực mấy cái bao tải dứa, rách dưới và bẩn thỉu. Thầy thấy nó vẫn còn thoi thóp thở, đoán rằng thằng Tín ngủ đây cả đêm cho nên đã nhiễm lạnh. Thầy chẳng quản sạch bẩn nhơ nhuốc, cởi ngay chiếc áo khoác bông đắp lên người của thằng bé, rồi bế nó lên xe, phóng thẳng vào trạm xá. Cũng kể từ ngày đó thằng Tín chính thức có một cái nhà. Nó được thầy cho ngủ trông ngay trong khuôn viên của trường tiểu học. Chỗ ngủ của thằng Tín cũng chính là gian nhà kho đang âm ỉ cháy. Thầy xin phép nhà trường và toàn thể giáo viên các cấp mua về cho thằng bé một cái giường gấp đặt ở một góc nhà kho. Nó lấy đó làm chỗ nương thân tính đến nay cũng được 4-5 năm. Thằng Tín cũng được cho đi học, ngày ăn được 2 bữa cơm sáng tối. Nó không mất tiền đóng học vì đã có thể Long trích lương của mình chi trả. Những người giáo viên khác cũng động lòng, mỗi người trích ra một phần trong quỹ lương ít ỏi của mình để mà lo cho thằng bé. Họ cho nó quần áo cũ, sách vở của các thế hệ học sinh đi trước, để nó có thể cảm nhận được hơi ấm của tình người, hơi ấm từ những người giáo viên lương 3 cọc 3 đồng
nhưng mà tấm lòng thì nhân hậu. Thằng Tín dường như cũng không muốn phụ lòng của thầy cô giáo và những người hào tâm lương thiện xung quanh, cho nên nó lúc nào cũng cố gắng nhiều hơn chúc bạn. Chẳng mấy chốc đã có thành tích thuộc hạng tốt ở trong trường. Thằng bé rất thông minh, học đâu hiểu đó, lại chăm chỉ luyện tập viết chữ đẹp, cho nên không ít lần được nhà trường và các giáo viên tin tưởng cử đi thi học sinh giỏi trong làng, trong huyện, ấm về đủ các loại bằng khen, đủ các loại giấy tờ tưởng thưởng. Nó cũng cực kỳ ngoan ngoãn, không ỷ mình thành tích học tập khá mà trở nên lười biếng. Thằng bé nghèo khổ mồ côi, tự biết thân biết phận, cứ chiều chiều sau khi các bạn đi về hết là nó lại tập tễnh nhấc cái chân thọt đi ngang qua trường, nhặt rác rưởi các thứ vỏ chai bánh kẹo mà các bạn vứt ra rồi cho vào thùng rác. Nhiều hôm thầy Long có việc đi về muộn, vẫn nghe tiếng chổi tre loẹt xoẹt quét sân trường. Có lẽ từ ngày này hình ảnh nhỏ thó gầy guộc của thằng bé chân chăm chỉ ấy vĩnh viễn biến mất, vì nó đang nằm kia, cò cắp trong đống than tàn lụi, đen đủi và u ám như chính cuộc đời vất vả của thằng bé tội nghiệp. Phía sau lưng của thầy Long vừa vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, thầy buồn buồn quay đầu lại, nhìn thấy cô Thơm đang bưng mặt khóc. Cả mấy người giáo viên nữa trong trường cũng đứng dậy, buồn buồn nấc lên theo. Những đôi mắt ứa lệ, không ai dám nhìn sự tuyệt vọng của ai. Những khuôn mặt cúi gằm của những người lớn đã hoàn toàn bất lực, bởi họ đều hiểu với nhau một điều rằng đến giây phút này chẳng phép nào có thể tồn tại được nữa. Thi thể của đứa trẻ tội nghiệp được mang đi mai táng sau đó một hôm. Nhà trường và các thầy cô giáo bỏ tiền tổ chức một tang lễ trọng thể trong khuôn viên của trường học, tiến đưa vong hồn của thằng bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ tai nạn thương tâm thiêu rụi một gian nhà và kết thúc một cuộc đời bất hạnh, tưởng chừng sau này sẽ trở thành một biến cố đau lòng không ai muốn nhớ. Nhưng chẳng ai trong số những người đến dự tang lễ là có thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản, và cái chết ấy mới chỉ là một sự khởi đầu. Sau hai ngày đứng chịu tang cho cậu học trò nghèo, mái tóc của thầy Long cũng gần như bạc trắng. Thầy đứng làm người chấp sự, cố dằn lòng cúi đầu chắp tay nhận lễ của những người phúng điếu. Thường dường như là ở tuổi này thầy đã chứng kiến đủ những điều đau lòng trên trần thế. Ấy vậy mà lúc đọc điếu văn, thầy không kìm nổi cơn xúc động, phải khóc nấc lên vì thương cho thằng Tín. Thầy tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Việt văn, ấy vậy mà đoạn điếu văn thầy thức cả đêm để viết cho thằng bé chỉ vòn vẹn có vài ba câu ngắn ngủi. Không phải thầy không kiến thức ra những điều văn hoa, những lời ca ngợi cho người đã khuất, mà vì thầy không biết phải viết gì cho cuộc đời thấm đẫm những khổ đau và vô cùng ngắn ngủi. Lúc thấy cái xác cỏ quắp cháy đen của Tín, lúc nhìn thấy cái áo quan bé tí tẹo đóng bằng thứ gỗ tạp rẻ tiền, thầy đã phải quay đi để cố ngăn dòng lệ. Lúc đọc những dòng chữ ngắn ngủi thầy viết ra trên tờ giấy ô ly, trong đầu của thầy chỉ luẩn quẩn hình ảnh thằng cu Tín nằm gục cả bậu cửa đếm canh đê trong cái ngày đông giá rét ấy. Tất cả cứ ùa về như là một đoạn phim quay chậm, tiếng kèn chống đám ma không buồn bã như tiếng chổi tre khua trên sân trường, tiếng của người than khóc chỉ gợi ký ức xa xăm về một đôi chân tập tễnh hàng ngày vẫn chăm chỉ nhặt từng chiếc túi bóng, từng tờ giấy vo viên. Tất cả những điều ấy khiến thầy Long không ngăn nổi cơn xúc động, bật khóc trước toàn thể hội phụ huynh và các giáo viên các khối. Họ cũng không kìm được bật khóc nấc lên. Tiếng đàn nhị ngừng dây không kéo nữa, tiếng nhạc của phường bát âm cũng bỗng nhiên ngưng bật, bởi chẳng có điều gì xót xa hơn những tiếng khóc thương thực sự. Ngay đến cả mấy người trong đội kèn chống đám ma cũng bùi ngùi rơi lệ. Họ vốn là những kẻ kiếm sống nhờ người chết, đã quen trong thích cảnh biệt ly sinh tử đôi đường, mà nay cũng phải mùi lòng xót xa cho thằng bé tội nghiệp ra đi quá sớm. Chiều nay sau khi tiễn những người khách, thầy Long ngồi lại trong phòng làm việc, vợ con thầy cũng theo chân quan khách mà về nhà trước. Còn thầy thì vẫn vương vấn ở nơi đây, không muốn rời xa những kỷ niệm về cậu học trò tật nguyền mà ngoan ngoãn. Thầy Long lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một cái gạt tàn bằng thủy tinh, để cẩn thận bọc trong mấy mảnh giấy báo đã ngả màu, đổi sang vàng nhạt. Đã hơn 6 năm nay thầy không hút thuốc, phần vì giữ gìn sức khỏe, phần vì muốn giữ tác phong chuẩn mực trước đám học trò và đồng nghiệp. Thầy bóc từng lớp gói giấy, rồi cũng rút ra trong túi một bao thuốc thăng long, lấy một điếu rồi châm lửa đốt.
Thầy tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim nhìn lên trần nhà sơn màu trắng sứt. Từng làn khói trắng bay lên tan loãng dần vào không khí, phần nào giúp cho thầy lấy lại được phong độ thường ngày, để mai lên lớp không còn tỏ ra buồn bã u sầu. Chiếc quạt trần quay nhẹ thổi bớt đi làn khói, mùi thuốc lá ngài ngái cũng dần tan bớt đi, để thế chỗ cho một thứ mùi khác lạ, khen khét đắng ngắt như là mùi tóc của ai đang cháy, lẫn cả mùi thịt nướng quá lửa lãng đãng trong không khí. Thầy Long giật mình ngồi bật thẳng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, vội vàng dập tắt điếu thuốc vẫn còn quá nửa. Không khí của cả căn phòng bỗng trở nên nặng nề gần như nghẹt thở. Những luồng gió phơn khô nóng ban nãy vẫn còn thổi vù vù bỗng nhiên ngưng bật, trả lại khung cảnh toàn trường một vẻ tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Lũ vẻ lúc nào cũng kêu ra giả đinh tai dưới những tán cây phượng, trong phút chốc cũng im thìn thít. Giữa buổi chiều hè trời còn chưa thắt nắng mà khung cảnh có vẻ lạnh lẽo đến rùng mình, tiêu điều như có pha tử khí. Cả căn phòng dường như cũng bị không khí u ám kia phủ kín, bủa vây sự tĩnh mịch đến gai người. Lãng đãng trong cả căn phòng là thứ mùi cháy khét của thịt nướng và tóc cháy, nhắc cho Hiệu trưởng Long nhớ lại biến cố hãi hùng diễn ra chỉ vài ngày trước. Thầy Long ngơ ngác nhìn xung quanh phòng làm việc, mũi vẫn còn khịt khịt không hiểu bột thịt cháy xuất phát từ đâu. Trong đầu của thầy vẫn cố xua đi những ý nghĩ ám ảnh về khung cảnh tan hoang của căn nhà cháy rồi. Cái thứ mùi khét lẹt quanh quẩn trong phòng không khác gì mùi thịt cháy của cậu học trò hôm ấy. Mùi thịt cháy lẫn với mùi tóc mùi da quyện lại tạo thành một hỗn hợp vô hình như dị ảnh, kinh tởm đến ghê người, kích thích cả năm giác quan, làm cho thầy Long rùng mình sợ hãi. Cổ họng đắng ngắt nhưng dịch vị cứ đẩy lên, căng tức không thể nào thở nổi. Sống mũi của thầy Long cay xè, hai mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe lên, lỗ mũi phập phồng nhưng không thể nào hít vào không khí. Cả khung cảnh căn phòng bỗng chốc thoáng chốc ngập ngụa toàn mùi khói, sọc vào khí quản làm cho thầy sặc sụa quý gặp người ho như xé phổi. Thầy tưởng tượng ra cảnh một người bị thiêu sống trong một căn nhà khói bốc lên ngột ngạt khắp mọi nơi, mắt cay xè không thể mở ra để quan sát. Chỉ thấy mọi vật lờ mờ trong nước mắt, không gian bỏng rẫy trong lưới lửa hung tàn. Cánh tay người dư ra rụt rụt lại, không thể cầm nắm nổi thứ gì, chỉ biết bất lực quay cuồng trong tuyệt vọng gào thét vẫy vùng, mà âm thanh không thoát nổi ra khỏi cuống họng, chờ đợi kết cục khủng khiếp, kinh người khi bị ngọn lửa hung tàn thiêu chết. Thầy Long muốn tung cửa chạy ra ngoài nhưng không thể nào nhấc chân nổi. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang hiện diện tại đây, kéo ghì lấy đôi chân của thầy lại, dính chặt xuống nền nhà khiến thầy bất lực, nghiến lợi nghiến răng nhưng không thể nào thoát ra khỏi hiểm cảnh. Lẫn trong mùi cháy khét bủa vây cả căn phòng, thầy bỗng nhiên giật mình nghe thấy những âm thanh kỳ dị, lệt xệt như là tiếng chân người bị kéo lê trên sàn đất. Lại có cả những tiếng ú ớ nỉ non, lúc như thật gần lúc lại thật xa, tựa hồ vọng về từ chốn âm ti địa phủ. Đó là tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng của đứa học trò tật nguyền tội nghiệp, khi không thể thoát ra ngoài trong căn nhà đã bị hỏa tăng hay chăng. Thầy Long không dám chắc, chỉ vì thầy vẫn bị luồng khói và sức mạnh vô hình kia khiến cho rối trí. Thầy chỉ nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, tự vẽ trong đầu ra những hình ảnh hãi hùng, tự liên tưởng đến những âm thanh thê thảm của một người đang cố gắng vùng vẫy để tìm đường sống. Nhưng một lần nữa thầy Long lại phải giật mình, bởi thầy vừa nhận ra tất cả những tiếng động kia vừa chấm dứt để thay vào đó là một tiếng người cất lên thảm thiết thăm thẳm. Thầy ơi, cứu em với, các bạn giết em rồi thầy ơi. Thầy Long ngã hốc mồm, hai cánh tay ban nãy còn cào cấu lên cổ vì nghẹt thở nay đã buông thõng, hai hùng trừng mắt đờ người như một kẻ tâm thần mất trí. Thầy vừa mới nghe thấy cái gì đây? Thầy không còn chắc chắn, chỉ mong rằng một mình của lão già khiếm thính lãng tai để không phải nghe hết câu nói kinh dị vừa rồi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, dù bên ngoài trời nhiệt độ vẫn còn đang hầm hập như lò lửa. Cái nóng của mùa hè chưa hề dịu bớt, nhưng cả căn phòng này lại giá rét như thể đã biến thành chỗ của quỷ ma. Tất cả sự lạnh lẽo ghê người này cũng chỉ là lời nói kia mà xuất hiện. Các bạn giết em. Thầy Long lẩm bẩm như là đang thầm nói với chính mình. Đoạn thầy run rẩy chống tay vào một góc bàn, hai đầu gối bồn rồn như chuẩn bị ngã ngồi xuống đất. Cái quái gì thế này?
thầy lại cất lời một câu hỏi tu từ nảy lên trong óc, rồi thầy lại buột miệng thốt ra. Tiếng nói kia dù văng vẳng xa xôi nhưng chỉ mới nghe thầy Long cũng đã nhận ra đó là tiếng của thằng Cu Tín, một chất giọng có phần già dặn lớn trước tuổi, thầy không thể nào có thể nhầm lẫn. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng thầy chỉ mong tất cả những việc đang diễn ra lúc này chỉ là một cơn mơ, một biến cố sinh ra trong tưởng tượng sau những tháng ngày vất vả chạy đôn chạy đáo cho đám ma đứa bé con tội nghiệp. Tâm lý của thầy cần một lời giải thích phù hợp vì nó chưa chấp nhận sự ra đi của thằng Tín, cho nên mới bịa ra một câu nói mơ hồ gây sợ kia chăng. Thầy Long mong là như vậy, bởi vì nếu thực sự thằng Tín không phải chết vì tai nạn thì thủ phạm chẳng lẽ lại là lũ trẻ mới lên 10 hay sao? Thầy dùng mình nghĩ đến cái cảnh bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch lại dám xuống tay là một điều khủng khiếp. Thầy chớp mắt hồi lâu, bất giác đưa tay chắp lên trước ngực hướng về phía gian nhà kho đã hóa thành tro, rồi lẩm khấn trong vô thức: Nam mô A Di Đà Phật. Tín à, em sống khôn chết thiêng, về đây chứng giám cho lòng của thầy. Thầy mong em là được yên nghỉ nơi chín suối, ngày ngày thầy sẽ hương khói cho em Tín à. Những lời cuối cùng của thầy Long nói trong nước mắt nghẹn ngào. Ở ngoài trời vừa có một luồng gió mạnh từ đâu thổi sộc tới, xốc thẳng vào đám tro đen phủ kín trên nền xi măng nham nhở và những mảng tường gạch đổ nát vì bị hỏa thiêu, tạo thành một hình người mờ mờ khi ẩn khi hiện. Thầy Long tái mặt run lên bần bật không dám nhìn, vội vã quay đi khi mà toàn thân đã nổi kín cả da gà, ghê sợ trước thế lực vô hình vừa xuất hiện trên nền nhà đổ nát. Thơm xuống xe mở cổng, chồng nàng đẩy chiếc xe máy cũ vào trong sân, rồi cả hai cùng chạy vội vào trong thay bộ quần áo đen tuyền sau đám ma của Tín. Vừa mắng được cái áo sơ mi trên móc cửa, chồng của Thơm bỗng khựng lại rồi bảo vợ: Thôi chết, quên mất không có đốt lửa hương người, lại chạy vào nhà. Thơm đã mặc xong bộ quần áo ở nhà, ngơ ngác nhìn chồng rồi gật đầu vỗ tay lên trán, nói như tự trách: Ở đấy, em cũng quên báng đi mất, mày nghĩ linh tinh cứ thế đi thẳng vào trong nhà, sẽ đốt lửa hương người có kịp không anh? Thôi mình à, chắc là cũng chẳng sao đâu, nhưng mà cũng chuẩn bị đi tắm đi là vừa, ở ngoài đấy cả ngày rồi nóng toát cả mồ hôi. Thơm gật đầu giật lấy bộ quần áo chồng nàng vừa treo trên vách rồi bảo: Thế anh tắm trước đi, còn quần áo nào không mang hết đây để em đi giặt một thế. Chồng của nàng đi ra ngoài còn nói vọng vào trong: Còn ở trên đầu giường ấy, mình lấy hộ anh với. Thơm khẽ lắc đầu theo dõi thói quen đưa bộ đồ chồng của nàng mới mặc vắt lên vai. Bỗng nhiên Thơm giật mình, khịt mũi suýt hắt hơi, bởi cô vừa ngửi được một thứ mùi khét lẹt bốc ra từ chiếc quần áo cô thu lại của chồng. Đó không phải là mùi hương khói có thể bắt gặp ở những đám ma, đó là mùi thịt cháy, mùi mỡ đun quá lửa, hoặc là mùi khét của tóc, của lông ném vào trong bếp củi. Thơm dùng mình ném mạnh đống quần áo xuống chân, bước lùi về đằng sau kinh hãi há mồm nhìn xuống đất. Bởi vì chẳng cần phải nói, ký ức của Thơm cũng vừa nhắc đến những thứ mùi đó xuất hiện từ đâu. Thứ mùi cô vừa ngửi thấy trong đống tro tàn của gian nhà kho cháy rồi và cái xác cỏ cóp đen sì thì ra nứt toác của thằng bé học trò lớp 5E. Ơ hay, làm gì mà lại ném hết quần áo xuống đất thế kia? Tiếng nói của chồng làm cho Thơm giật mình rú lên một tiếng rồi nhảy lùi lại đằng sau. Chính anh chồng cũng ngơ ngác giật mình trố mắt nhìn vợ, không biết nên cười hay nên mắng. Anh nhìn Thơm rồi vội vàng chạy lại, vỗ nhẹ lên lưng của chị ân cần rồi hỏi: Này, mình sao vậy hả? Sao tự nhiên lại rú ầm lên như thế? Thơm không trả lời ngay, chỉ ngước mắt nhìn lên chồng rồi chỉ xuống đống quần áo đang vứt ở dưới đất: Anh ngửi xem có mùi gì không? Chồng của Thơm ngơ ngác nhìn vợ, cúi lưng nhặt đống quần áo lên, vừa nhăn mặt vừa đưa lên mũi người: Mùi gì? Có cái mùi mồ hôi chứ có cái mùi gì? Thật à? Chẳng vậy sao? Đi cả ngày ở ngoài kia nắng nôi như vậy thì cái mùi mồ hôi chứ có cái mùi gì? Thôi, mình không chịu giặt thì để đó anh giặt cho, sao phải ném đổ xuống đất như thế? Thơm định lên tiếng thanh minh nhưng anh chồng đã vùng vằng bước sang nhà tắm. Vừa đi anh vừa lắc đầu nói nhỏ như bực bội. Thơm đứng chết chân trong căn buồng ngủ, nét mặt bần thần chưa tan nỗi kinh hoàng. Cô bất giác đưa tay lên mũi người, quả thật không có gì ngoài mùi nước hoa thoang thoảng. Thơm lại đưa mắt nhìn xuống chân giường, chỗ cô ném đống quần áo ban nãy, rồi dùng mình tưởng tượng ra cảnh thi thể cháy đen của thằng bé quả chân khốn khổ.
Thơm như một kẻ mất hồn cứ đực ra một chỗ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của chồng mình ở bên ngoài nói vọng vào. Nhắc cô sang nhà bà nội đón con về, Thơm mới giật mình sực tỉnh, vội vội vàng vàng lấy chìa khóa ra xe, quên luôn cả việc tẩy trang tắm rửa. Đứa con của Thơm năm nay mới học lớp 2, cũng là một học sinh trong trường tiểu học nơi cô giảng dạy. Sau vụ cháy, nhà trường tổ chức cho học sinh nghỉ học vài hôm để thu dọn đống hoang tàn và cũng là để tiến hành tổ chức tang lễ cho đứa trẻ xấu số. Vì vậy mà con của Thơm mới được nghỉ ở nhà. Ngày hôm ấy khi mà vụ cháy xảy ra, cô đã vội vã một mạch xuống lớp học của con, tìm thằng bé vì thằng Hải con của Thơm cũng hay chơi cùng với Tín. Thế khu nhà kho bị cháy, Thơm chỉ sợ con của mình đang đứng ở đó có thể bị bỏng nặng hoặc là gặp chuyện tệ hại hơn. Cũng may khi ấy mà thằng Hải đang ngồi chơi với các bạn trong lớp cho nên bình an vô sự. Sau cái chết của thằng Tín, thằng Hải cũng buồn muốn đến đưa tang người bạn hơn nó 2 tuổi. Thế nhưng Thơm không cho đi vì kiêng kỵ. Người ta hay nói là chết trẻ khỏe ma. Thằng Tín chết lúc đó mới hơn 10 tuổi, biết đâu là có chuyện hồn ma hiện về quấy phá trêu chọc, có thể khiến con trai của cô mất ăn mất ngủ thì sao? Nghĩ vậy cho nên Thơm để con nhờ ông bà nội trông hộ mấy hôm, để đến bây giờ mới đi sang đón, chuẩn bị cho ngày mai đến trường như thường lệ. Thời điểm này đang là vào cuối hạ, nghĩa là chưa khai giảng, nhưng mà trường học của Thơm cũng như nhiều trường khác đang còn tổ chức cho các cháu học thêm. Mỗi buổi chỉ nửa ca cho nên nhìn chung không quá bận. Cô định bụng sẽ đón con về rồi bắt nó học nhiều hơn, vì lên lớp 3 sẽ có nhiều kiến thức mới, vốn là một khối học nặng nhất trong bậc tiểu học này. Đưa con về nhà, Thơm tíu tít nghe thằng bé kể chuyện lúc ở với ông bà nội, những trò chơi nó tham gia cùng hàng xóm, toàn là những chuyện linh tinh, nhưng cũng giúp cô phần nào quên đi những hiện tượng dị thường vừa xảy ra lúc nãy. Hai mẹ con về đến nhà thì chồng của Thơm cũng vừa nấu xong bữa cơm. Anh nổi tiếng là một người khéo tay tháo vát, mọi chuyện trong nhà từ sửa chữa cho đến đấu điện, cho đến cả việc cơm nước hàng ngày, anh đều đảm đương được hết. Nhìn chung chồng của Thơm có thể coi là một người đàn ông hoàn hảo, chỉ mỗi tội hơi vô tâm một chút mà thôi. Thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà? Các cụ nói chẳng sai, vì vậy như là một phép bù trừ, sẽ ngược hẳn với người chồng vô tư, Thơm lại là một người phụ nữ cực kỳ bản lĩnh. Một phần vì cô là nhà giáo, tính cẩn thận đã ăn vào trong máu. Một phần vì trước đây là nhà Thơm thuộc gia đình gia giáo, dạy con đâu ra đó, cho nên cô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Việc nuôi dạy con hầu hết là do cô đảm nhiệm. Cả nhà vừa mới ăn cơm xong, Thơm đất dục con vào bàn làm bài, khiến cho chồng của cô sốt ruột mà nhắc: "Gớm nữa đang nghỉ hè, cho con nó học vừa thôi, để nó còn đi chơi nữa chứ. Anh buồn cười nhỉ, sang năm nó vào lớp 3 rồi, đang phải học cộng trừ giờ còn học cả nhân chia, mà cả mấy môn khác cũng nặng hơn. Văn thì phải viết dài cả trang mới được 6-7 điểm. Không ép nó học thì đến lúc nó vào lớp với kiến thức nó rơi vãi cả. Mà nó cũng chơi cả mấy ngày nay rồi còn gì." Chồng của Thơm làm mặt xấu lẻ lưỡi chiêu con, không dám nói thêm. Thằng bé xị mặt xuống chán nản ủ rũ vào trong buồng, ngồi lên bàn học. Nhìn đống bài tập dài dằng dặc như bột tờ sớ đang ngắp ngắn ngắp dài. Thơm không thèm để ý đến những phản ứng chán trường của con rồi nghiêm mặt nói: "Học đi đi nhé, 9 giờ là mẹ vào kiểm tra đó, chưa có làm xong hết thì đừng trách mẹ." Dứt lời cô đóng cửa buồng lại, quay về phòng của mình soạn giáo án, mà kể cho ông chồng trẻ lặng lẽ cho nhỏ tiếng tivi, theo một thói quen cố hữu mỗi khi vợ soạn bài cho ngày hôm sau lên lớp. Chồng của Thơm tên là Hiếu, vốn xuất thân là con nhà có điều kiện, nhưng cũng được ăn học đàng hoàng, cho nên biết tôn trọng vợ con. Anh ngồi xem phim cho đến gần 9 giờ thì đứng dậy, tiến về phòng ngủ của con, định bụng kiểm tra trước xem thằng bé đã làm hết bài tập hay chưa. Có gì cần anh giúp sẽ gợi ý cho nó, vì biết con của mình vẫn còn mải chơi, cho nên không mấy khi tập trung cho làm xong bài tập. Hiếu đẩy cửa ngó đầu vào trông. Trong căn phòng tắt điện, chỉ bật duy nhất một bóng đèn vàng leo lét trên bàn học của con. Anh hơi cau mày, đôi mắt cận thị của anh khiến khung cảnh chung quanh lúc này càng trở nên mờ ảo. Hiếu lên tiếng nhẹ giọng nhắc nhở con trai: "Sao lại để đèn tối thế con? Học hành thế này thì có mày mà mù dở như bố đấy con."
Thế con vẫn cầm cuội viết bài, Hiếu không thèm để ý, quay người bước ra không quên dặn thêm lần nữa. Bật đèn lên đi, hại mắt lắm con. Từ trong phòng vang lên một tiếng dạ nho nhỏ. Hiếu vừa khép cửa buồng của con toan quay ra xem phim, thì bỗng nhiên anh giật mình khựng lại, quay phắt đầu nhìn thẳng vào trong buồng của con. Vừa có một cảm giác lạ thường chạy dọc sống lưng, làm cho cả người của anh khẽ run lên như là trúng gió. Hiếu vừa nhận ra tiếng dạ ban nãy phát ra từ trong buồng của thằng Hải, không phải là giọng nói hàng ngày của nó. Cái giọng vừa phát ra từ sau cánh cửa này hình như trầm hơn, già dặn hơn, rõ ràng không phải là tiếng nói lạnh lót của đứa con anh. Thằng bé giống tính của anh mãi chơi không thích học, cho nên mỗi lần anh hỏi nó chuyện học hành, tiếng nói của nó kiểu gì cũng mang đầy âm sắc chán nản uể oải, chứ không nghe vẻ hào hứng như thế. Chưa kể cái âm thanh Hiếu nghe từ trong phòng của thằng bé, chỉ cách anh có một cánh cửa gỗ mỏng tanh, nhưng lại vang vang rượu vợi xa xôi như từ một nơi nào vọng đến. Tiếng giả ấy khiến anh cứng cả người, vầng trán trong khoảnh khắc đã ướt đẫm cả mồ hôi. Một cảm giác dị thường lúc này càng lớn dần trong tâm tưởng, khiến cho anh không thể kiềm được. Quyết định mở cửa buồng của con vào tận nơi để kiểm tra. Nhưng khi anh vừa đặt tay lên nắm cửa buồng cũng là lúc một bàn tay khác lạnh buốt vỗ mạnh vào vai, làm cho anh giật mình rú lên rồi quay đầu trông lại. Đứng sau anh hóa ra là chị vợ. Thơm vừa bị anh làm cho kinh hãi, mặt tái mét ngơ ngác hỏi chồng. Trời đất ơi, cái ông này làm tôi sợ hết cả hồn, anh đứng đây làm cái gì thế hả? Anh định vào kiểm tra xem con đang học hành thế nào. Đang định. Thôi để em. Anh ra tắt tivi rồi đánh răng rửa mặt đi, mai đi làm sớm đây. Thơm không để ý đến khuôn mặt tái mét không còn giọt máu của chồng, cứ như vậy để cửa buồng vào bên trong, mà kể cho anh Hiếu vẫn còn bần thần đứng đó. Người lạnh toát run lên như cầy sấy vì vừa nghe được tiếng gọi của hồn ma người chết. Thơm bước vào trong buồng, khung cảnh tối thui, chỉ duy nhất một bóng đèn tròn thắp sáng trên bàn học. Cô cố tình để cửa từ từ tiến gần thằng Hải. Thằng bé không quay lại cặm cụi làm bài tập. Qua vai của con trai, Thơm cúi đầu trông xuống. Nó đang làm nốt mấy con tính trong sách bài tập, ghi xuống giấy ô ly. Đây đều là những phép tính của khối 3. Thơm muốn con biết nhiều hơn các bạn, cho nên để cho con mình học trước kiến thức, vì lũ trẻ rất mải chơi. Nếu chỉ học mỗi trong sách giáo khoa thôi thì không đủ. Thơm muốn con của nàng sau khi học hết lớp 5 sẽ có đủ điểm để xin vào một trường cấp 2 trên thị xã. Học ở trường làng mặc dù kiến thức vẫn như vậy, nhưng mà dễ mải chơi, nghịch ngợm, chảnh mạng, không chịu học. Nàng cúi đầu nhìn xuống tập giấy ô ly của Hải. Bóng của Thơm phủ mặt xuống bàn, che đi một phần ánh sáng, nhưng mà thằng bé cũng không hề quay lại. Dường như nó đang rất tập trung vào các con tính trong bài tập. Thơm hài lòng khẽ gật đầu rồi cũng bắt đầu nhẩm tính thầm các con tính để kiểm tra bài tập. Thằng bé làm đúng hoàn toàn, chẳng hề một lỗi sai như là cô vẫn thường thấy. Phép toán có cả cộng trừ nhân chia, ngoặc đơn ngoặc nhọn, lại có cả những phép tính khá cầu kỳ, thậm chí đáng lẽ là cần phải dùng đến máy tính. Ấy vậy mà thằng Hải vẫn có thể tính nhẩm ra được. Kết quả tròn trịa không sai lít một. Thơm ngạc nhiên lắm. Nàng biết sức học của con mình chỉ mạnh về những môn xã hội, không ngờ thằng bé lại có thể làm toán trơn tru như vậy. Nhưng một điều nữa khiến cho Thơm ngạc nhiên hơn, đó là nét chữ trên cuốn vở ô ly cực kỳ tròn trịa. Nét thanh, nét đậm nối liền với nhau nhìn trông rất đẹp. Trái ngược hoàn toàn với những nét chữ viết ngoáy thường thấy của con. Thơm chớp mắt ra lặng người nhìn thằng bé cầm cuội viết liên tục không ngừng. Dường như là mọi đáp án đều đã có trong đầu của nó. Chỉ cần đặt bút là mọi phép tính đều ảo ạt tuôn ra. Nhiều chỗ đến chính Thơm còn bối rối, thế mà nó giải quyết một cách đơn giản. Nàng không kiềm chế được tò mò, đặt tay lên vai của thằng bé trầm giọng khen. Con trai của mẹ giỏi ghê nhỉ, làm đúng hết rồi này. Thằng bé dường như quá tập trung không hề để ý đến sự hiện diện của nàng. Lúc bị vỗ lên vai thì giật mình sực tỉnh, quay phắt lại dương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Thơm. Nàng xoa đầu của thằng bé rồi nhẹ giọng bảo. Thôi được rồi, hơn 9 giờ rồi đấy, con đi đánh răng rửa mặt đi, mai còn đi học. Thằng bé không nói gì, nó dương cặp mắt nhìn Thơm rồi lại cúi đầu xuyến cuồng vào học trò, chớp chớp mắt hồi lâu rồi tỏ ra đầy khó hiểu. Nhưng rồi nó cũng gập vở lại rồi chạy ngay một mạch vào buồng tắm.
để lại Thơm trong căn phòng nhỏ, mỉm cười thích thú trước sự tiến bộ của con trai. Trời tối, nhà Thơm tắt đèn đi ngủ từ lúc 9:30 theo thói quen thường nhật. Vừa lên giường cô đã khoe ngay: "Anh này, hôm nay con nó làm mấy chục con tính em giao anh ạ." Hiếu ậm ừ một lúc rồi nói thêm vào cho vui câu chuyện: "Nó có làm đúng hết không hay lại là xem bé bét ra cả?" Thơm vỗ mạnh lên vai của chồng như là đang trách, nàng tự hào bảo: "Sao lại sai? Nó làm đúng cả đấy. Con em mà lại làm sao mà sai được? Nó thông minh là vì giống anh đấy chứ. Thôi đi ông trẻ, giống anh thì suốt ngày chỉ mải chơi thôi, vô ý vô tứ chẳng chú ý đến cái gì cả." Hiếu cười khà không chấp cô vợ giáo viên vốn cực kỳ khó tính. Yên được một lúc, Thơm lại nói: "À đấy, em quên mất, em thấy nó lạ lắm nhé. Bình thường á, làm mấy con toán thôi, có khi ngồi vật vã cả tối chẳng xong. Hôm nay thì nhoáng cái đã xong hết cả. Mà chữ của thằng bé cũng khác, nó đẹp hẳn lên, nhìn như là chữ người lớn vậy. Không biết có phải là gửi về nhà bà nội được bà rèn trước không?" Hiếu nghe vợ nói xong thì đột nhiên cau mày gãi đầu khó hiểu. Anh tỏ ra khó hiểu là vì biết một điều gần như chắc chắn, rằng mẹ của mình sẽ chẳng thèm rèn rũa gì các cháu. Hay nói đúng ra là các ông các bà quý trẻ con muốn cháu của mình bám mình, cho nên chẳng những không ép cháu học bài mà có khi còn hùa theo lũ trẻ, để chúng nó muốn làm gì thì làm, chứ lấy đâu ra cái chuyện các ông bà kèm cháu học bài. Việc viết lách của mỗi người thật ra thì khoa học đã chứng minh có liên quan nhiều đến gen truyền lại từ ông bà bố mẹ. Nghĩa là chữ đẹp hay là xấu một phần do tính di truyền. Nếu cả bố mẹ đều chữ đẹp thì đa phần những đứa con sẽ cẩn thận nắn nót. Nhưng mà nếu một trong hai lại như vợ chồng của Thơm Hiếu thì chắc chắn đứa bé không thể nào chữ đẹp cho nổi. Thơm là giáo viên, chữ của nàng không thực sự được đánh giá là đẹp, chỉ là dễ nhìn mà thôi. Còn Hiếu thì dĩ nhiên là chữ như là gà bới, bởi công việc của anh ít khi cần viết lách, mà nếu có cũng toàn là dùng máy tính. Bút vợ Hiếu chỉ dùng rất hiếm khi, cho nên nét chữ vốn có tiếng là xấu từ hồi còn đi học nay lại càng tan nát. Bố mẹ còn như vậy, huống chi là đứa con mới chuẩn bị vào lớp 3 của hai người. Thằng bé bị rèn nhiều nhưng mà chữ cũng chỉ dễ nhìn chứ không hề đẹp. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại được Thơm khen lấy khen để. Hiếu nghe vợ mình kể chuyện thì trong lòng chẳng những chẳng vui mà trái lại còn cảm thấy lo lắng. Linh cảm trong lòng của chàng như mách bảo đang có một biến cố khác thường nào đang diễn ra với đứa con trai 7 tuổi. Hiếu vắt tay lên trán đêm lặng hồi lâu rồi quay sang bảo vợ: "Bình này, anh thấy có cái này lạ lắm." "Làm sao vậy anh, có gì lạ?" "Cái thằng Hải nhà mình ấy, nó có cái gì đó hơi lạ đấy em." "Anh nói lạ là sao em chẳng hiểu gì cả. Con nó bình thường mà có gì lạ đâu." "Anh thấy vậy thôi. Bảy lúc trước khi em vào buồng của nó đấy, anh cũng vào kiểm tra mà. Thế con chỉ bật mỗi cái ngọn đèn bàn thôi. Anh nhắc nó là mở điện trong buồng lên cho nó đỡ hại mắt. Anh nhắc nó lần đầu thì nó không nói gì. Anh tưởng là con nó đang tập trung, cho nên lại kéo cái cửa bước ra. Thế nhưng mà vẫn còn ngoái cổ nói vọng vào nhắc nó bật đèn lên cho sáng." Vừa khép cửa lại sau lưng thì anh giật mình khi nghe nó dạ lên một tiếng. Nhưng mà có điều là cái giọng của nó nghe lạ lắm. Nghe văng vẳng trầm trầm, như là một từ chỗ nào đó vọng đến chứ không phải là trong buồng đâu. Mà rõ ràng đó không phải là giọng của nó. Anh nghe một tiếng đấy thôi mà sống lưng của anh lạnh toát lên, đứng như là chôn chân trước cửa buồng của con vậy. Đúng lúc đấy thì em ở đằng sau lưng anh vỗ lên vai anh mới giật mình như thế. Thơm nghe chồng kể mà cũng lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi đầy gai ốc, khiến cho nàng bất giác kéo tấm chăn mỏng đắp hở lên bụng đưa lên tận cằm. Giờ bên ngoài trời vẫn còn đang oi bức, Thơm run rẩy bảo chồng: "Anh đừng dọa em, em thấy thằng bé vẫn bình thường chứ có gì khác đâu, anh chắc là nghe nhầm thôi." Hiếu nằm cạnh đưa tay ôm vợ, anh hít vào một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói: "Anh thì anh vẫn chắc chắn là mình không nghe nhầm, nhưng mà chắc cũng có khi là tại nó đang tập trung làm bài, mình cứ ở ngoài nhà ý ới xem tivi, cho nên thằng bé dỗi cố tình giở trò cho mình sợ." Thơm gật đầu không nói, Hiếu thở hắt ra rồi bảo: "Thôi kệ đi, chắc là anh tưởng tượng ra đi thôi, ngủ đi em, mai còn dậy sớm đi làm." Dứt lời thì Hiếu nằm ngửa ra, hai tay buông thõng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhờ tính cách vô tư chẳng lo chẳng nghĩ gì quá lâu của chàng. Nhưng mà Thơm thì khác. Sau cái hiện tượng dị thường mà chồng nàng gặp phải,
Nghe xong Thơm chẳng thể nào ngủ nổi. Nàng cứ liên tục xoay người vật vã bên này bên nọ, nhưng cũng không làm sao dỗ yên được giấc ngủ. Cứ mắt lại Thơm lại nhớ đến đoạn chồng Thơm nói, tiếng đó không phải là của người. Giờ này nhớ lại mà Thơm vẫn lạnh buốt cả sống lưng, cố gắng tránh suy nghĩ lung tung, thế nhưng mà cũng không thể nào làm được. Sự lo âu khiến cho nàng trằn trọc rất lâu, nhưng mà nằm lâu thì thường hay buồn tiểu. Thơm không nhịn được đành lọ mọ bước xuống giường đi về buồng tắm. Lúc đi ngang qua phòng của con trai, Thơm giật mình nghe thấy từ bên trong vang lên một âm thanh rất nhỏ. Tiếng động ấy nàng nghe không rõ, nhưng mà Thơm chắc chắn nó thoát ra từ dưới khe cửa buồng của con. Nàng im lặng lắng tai nghe, cố giấu nỗi lo âu sau tiếng nuốt nước bọt. Tiếng động ấy như một lần nữa lại được cất lên, dường như nó đã biến thành một mãnh lực vô hình nào đó thúc giục, khiến cho Thơm khựng lại, nín thở nhìn quanh như một người đi ăn trộm, rồi rón rén tiến sát lại cửa buồng. Trong bóng tối sâu thẳm của đêm trường chỉ còn thấy lờ mờ hai bàn tay trắng muốt đang sờ vào khung cửa. Tiếng động kia bấy giờ đã trở nên rõ rệt, đó là tiếng khóc nỉ non, âm vực ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần. Lo lắng không biết đã có chuyện gì, Thơm sốt ruột định đẩy tung cánh cửa lao vào buồng với con. Thế nhưng có một sức mạnh kéo gỉ cô xuống, dính chặt hai chân cô xuống nhà, không cho cô nàng loay hoay và động đậy. Thơm càng vùng vẫy càng cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt đôi chân, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng trón đầy tâm trí, khiến cho nàng càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng than não nề ai oán vẫn còn cất lên sau cánh cửa, xen lẫn cả với những tiếng lách cách như đang phát ra từ một đống lửa to. Trời đã sang thu, đến đêm mới hơi dịu mát, mà chẳng hiểu sao căn nhà nóng như bất thường. Cộng với những tiếng than ghê sợ như thể vừa đẩy Thơm vào một khung cảnh tang tóc kinh hoàng, như chính căn nhà kho bị hỏa thiêu hôm nọ. Âm thanh kỳ quái ấy vang lên mỗi lúc một dứt, nhưng mà Thơm có một cảm giác như cả căn nhà bỗng nhiên đổi khác, biến thành một chốn xa lạ âm u, nhốm đầy tử khí. Không biết có phải do sự sợ hãi khiến cho Thơm tưởng tượng, hay là bởi chính cái không khí lạnh lẽo khác thường này đang làm cho Thơm kinh sợ. Trong những suy nghĩ liên tưởng dị thường, Thơm hình như lại ngửi thêm một cái mùi da thịt và tóc tai đang bốc lên cháy khét lẹt khi mặt của nàng áp sát vào cửa buồng. Vẫn là một thứ mùi kỳ dị ấy, một thứ mùi nồng nặc bốc lên trong đám cháy ở gian nhà kho, ám ảnh vào quần áo mấy ngày nay không hết. Thứ mùi kinh dị gây người tượng trưng cho thần, cho quỷ, cho cái xác chết trong đầu đớn của thằng Tín Thọt. Mọi ám ảnh và những ý niệm hãi hùng khiến cho đôi chân của nàng bủn rủn, run rẩy hãi hùng ngay chính trong căn nhà quen thuộc của mình. Sức mạnh vô hình ban nãy lúc này đã không còn nữa, toàn thân của Thơm mềm nhũn từ từ khuỵu xuống, thuận đà xô luôn vào cánh cửa. Ở bên trong một cảnh tượng dị thường xuất hiện ngay trước mắt. Thằng Hải con của nàng đang đứng trước mặt, hai mắt của thằng bé nhắm nghiền y như đang ngủ, nhưng mà khuôn mặt của nó tái xanh. Trong bóng tối lờ mờ trông như là một xác người chết cứng. Thơm đang nghĩ con trai của mình mắc chứng mộng du, cho đến khi nàng thấy cái bóng của thằng bé trong gương. Tấm gương soi không phải bóng của thằng Hải, mà là cái xác đen sì, cháy đến nứt thịt nứt da, để lộ ra những khoảng mỡ bụng vàng khè vô cùng ghê sợ. Đó là thằng Tín Thọt, đứa bé xấu số chết thảm ngày nào. Thơm kinh hãi rú lên một tiếng rồi trợn trừng mắt lên trời, ngất liệm đi, không còn biết thêm gì nữa. Thầy Long trở về nhà cứ đi đi lại lại như một kẻ mất hồn. Bữa cơm tối tươm tất vợ thầy chuẩn bị cũng chỉ gầy gầy vài ba lượt đũa rồi buông bát không muốn ăn thêm. Không về suốt từ chiều cho đến giờ thầy vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Thầy đã trông thấy hình ảnh quỷ dị bốc lên từ đám tro than, đang ngửi thấy mùi thịt người chết cháy trong gian phòng làm việc, đang nghe thấy cả tiếng chân lệch bệch xuống mặt đất. Tất cả những điều đó phản ánh trái ngược hoàn toàn với những niềm tin khoa học mà từ trước đến nay thầy luôn theo đuổi. Thằng học trò tội nghiệp thầy đã có thời gian kêu mang, muốn nhắn nhủ với thầy điều gì đó. Thầy không biết và không thể tự trả lời cho những thắc mắc đang bủa vây, choán đầy trong tâm trí. Mọi hình ảnh, mọi sự liên tưởng đến Tín đều làm cho thầy nhớ đến âm thanh ma quái như vọng lại từ chốn âm ti của oan hồn. Thầy ơi, các bạn giết em. Bạn nào mới được,
và vì sao lại giết. Thầy Long vắt óc đến mất ngủ mất ăn mà không thể nào chỉ ra được những khuôn mặt mà thầy cho rằng có liên quan mật thiết đến vụ cháy kho và cái chết của thằng Tín. Thằng bé vốn được lòng tất cả bạn bè và thầy cô dạy dỗ. Tín là một đứa trẻ ngoan, từ ngày thầy Long đón nó về kêu mang cho nó ăn học, thằng Tín chưa một lần mắc lỗi dù lớn hay nhỏ. Trong cuốn sổ đầu bài, tên của thằng bé chỉ xuất hiện với những con điểm 9, điểm 10. Các bạn trong lớp có nhiều đứa còn coi nó thần tượng. Lúc tan trường bố mẹ còn chưa kịp đón, vẫn đôi khi ở lại nhờ nó giảng bài, làm hiệu trưởng mặc dù bận bịu rất nhiều công việc. Nhưng mà thầy Long chưa bao giờ thấy ai phàn nàn về sự hiện diện của Tín. Không hiểu sao nó lại nói rằng mình bị giết. Mà đáng sợ nhất chính là việc hồn ma tiết lộ cho thầy Long biết rằng nó đã bị bạn của mình hãm hại. Bạn của thằng Tín Thọt dĩ nhiên chính là lũ học sinh vắt mũi chưa sạch. Nó mới học lớp 5, nghĩa là các bạn của nó chỉ cùng lắm là 11 tuổi. Ở cái ngưỡng ấy của cuộc đời, đừng nói giết người mà ngay cả đến việc giữ chân gà cho người lớn cắt tiết vẫn còn đang chật vật, thì tại sao có thể gây nên được một vụ việc kinh hoàng đến như vậy? Thầy Long cứ ngồi suy nghĩ mãi mà không ra đáp án. Cả đời của thầy chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể lâm vào một tình huống khắc thường đến thế này. Chẳng bao giờ thầy lại tưởng tượng ra một bài toán khó nhằn không lời giải như vậy. Là ai đã xuống tay với cô Tín? Câu hỏi ấy như là một lời tự sự, một bí ẩn trong bài toán vô đề mà thầy có trách nhiệm phải tìm ra đáp số. Ngồi bên bàn làm việc, vợ con của thầy đều đã đi ngủ từ lâu, nhưng mà thầy vẫn không thể nào lên giường yên giấc. Thầy không dám hút thuốc vì sợ mùi khói khiến cho thầy liên tưởng đến đám cháy kinh hoàng và cái chết đầy đau đớn của cậu học trò cưng. Ly rượu mạnh đặt trên bàn thì đã vơi đi quá nửa. Thầy muốn tìm sự yên bình hiếm hoi trong chất men nặng nề này để cố dỗ mình vẫn ngủ. Thầy sẽ ngủ lại ở phòng làm việc, ngả ghế ra chợp mắt cho đến khi đồng hồ báo thức kéo thầy dậy đi làm. Thế nhưng có lẽ sau mấy ngày mệt mỏi, lo liệu đám tang cho thằng bé, an ủi thân nhân, cô dì chú bác của nó, thầy cũng đã kiệt sức hoàn toàn, cho nên vừa mới ngả ghế ra thầy đã lim dim rồi ngủ gục lúc nào không biết. Thầy Long không rõ mình đã ngủ được bao lâu, nhưng mà thầy bị đánh thức bởi những âm thanh khác lạ vọng đến từ bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ buồng làm việc của thầy ở nhà nhìn thẳng ra mảnh sân lát gạch đỏ rộng thênh thang. Dưới tàn lá cây xanh tốt, nhà thầy trồng hai gốc sấu, mùa hè vẫn còn thường tỏa bóng mát và cũng là một nguồn tăng gia khi mà vợ của thầy hái sấu mang đi bán. Cũng có mấy lần thầy nhờ thằng Tín đứng dưới cầm cây sào dài trồng cho thầy từng chùm sấu. Thế nhưng mà trời đã sang thu, sấu chín đã theo lá rụng đi gần hết. Đứa học trò đã chết, chẳng còn ai giúp thầy chọc sấu mang ra chợ huyện. Thế nhưng trong màn đêm thăm thẳm tối này, thầy Long lại nghe tiếng lá xào xạc cất lên, như thể có ai đó đang cầm chổi quét lá ở giữa đêm. Âm thanh mỗi lúc một lớn dần rõ dần, như thể người đó đang tiến sát lại gần bên cửa sổ. Thầy Long vẫn còn mắt nhắm mắt mở, người ủ rũ mệt mỏi bơ phờ. Ông thầm nghĩ đến vợ và trong lòng tự dấy lên một câu hỏi khó trả lời, là tại sao trong lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, vợ của ông không ngủ mà lại ra ngoài sân quét lá thế kia. Ông Long cũng ngồi dậy với tay cầm lấy chiếc đồng hồ để bàn bằng nhựa, hai chiếc kim sơn màu phản quang khép chặt lại với nhau, chỉ đúng 12 giờ. Tiếng tích tắc vang lên đều đặn, phù hòa cho tiếng chổi quét lá vẫn còn đang khuya từng đợt ở ngoài sân. Ông Long tò mò cố gượng người đứng lên khỏi ghế, hai mắt đã cay xè vì thiếu ngủ. Ông lim dim ngó đầu nhìn qua khe liếp, tay bám chặt và chấn xong. Ngay lập tức ông giật mình chết lặng, há hốc mồm tưởng mình quán gà mà nom gà hóa quốc. Bởi trên mảnh sân gạch nhà ông, đứng ngay trước khung cửa sổ chính là thằng Tín. Tay của nó vẫn còn đang cầm chiếc chổi tre, giống như hàng ngày thằng bé vẫn còn sống. Nó lặng lẽ đứng nhìn đó, nhìn về phía của ông Long. Nó đứng xa cách cửa sổ chừng vài ba mét, nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào khung chớp. Thỉnh thoảng những làn khói trắng phau từ tóc, từ quần áo của Tín bốc lên, bay theo từng luồng gió thoảng. Từ hai bên khóe mắt đôi dòng lệ cứ như vậy ứa ra, tràn đầy trên hai gò má. Nó nhìn ông mà khuôn mặt buồn rầu sầu thảm,
Lặng đi một chút, thằng bé mới lên tiếng nói. Thầy ơi, người ta giết em, chúng nó giết em thầy ơi. Ông Long như là người bị cấm khẩu, cứ đứng chết chân một chỗ, tay viện và chấn xong nhưng miệng không thể nào thốt lên. Ông bất lực nhìn thằng bé quay lưng, lầm lỗi đi thẳng về phía cổng nhà sau khi để lại vài câu chăn chối. Còn lại ông Long ở đằng sau đang bần thần ngơ ngác về sự ra đi bất thường của Tín. Ông đã định đuổi theo nhưng mà đôi chân của ông như là bị đeo gông, không thể nào có thể nhấc lên để cất bước. Hai bàn tay của ông bám chặt lấy chấn xong, trắng bệch đi vì sức nắm quá chặt. Nhưng bỗng từ ngoài cổng thằng Tín một lần nữa lại trở vào. Lần này nó không còn đứng cách xa ông mà lầm lũi bước, cho đến khi chỉ còn cách ông chừng nửa mét. Thằng bé giơ một cánh tay ra trước, xòe ra một mảnh giấy như là định trao lại cho ông. Đúng lúc ấy thì một bàn tay khẽ nắm lấy vai của ông lanh mạnh, khiến cho ông giật mình bừng tỉnh. Ông ú ớ kêu lên loạng choạng trực ngã, nhưng người đó đã mau mắn kịp thời đỡ ông lại. Giọng nói có phần sốt ruột cất lên như là oán trách. Trời đất ơi, sao ông không vào trong buồng mà ngủ lại nằm mà đây? Cửa sổ mở toang thế kia, gió vào nhỡ cảm thì sao? Ông Long ngơ ngác nhìn lên thì trước mặt của ông hóa ra là bà vợ. Ông vẫn nằm ở trên ghế ngả người ra đằng sau, mấy chân ghế tranh vênh đã vẹo hẳn qua một bên. Chỉ một chút nữa thôi sẽ làm cho ông ngã ngửa ra sàn nhà. Ông ấp úng một hồi rồi đáp. Bà đây à, sao bà lại còn chưa ngủ? Ngủ làm sao được mà ngủ? Ông cứ ú ớ kêu gào thế tôi ngủ làm sao? Ông Long bần thần nhìn vợ không chớp mắt. Ông có kêu gào gì đâu, sao bà Long lại nói như vậy? Ông đang định phân trần thì bà Long đã nói. Tôi đang lim dim ngủ thì thấy từ trong này ông cứ ú ớ. Tôi giật mình chạy sang thì thấy ông đang mơ ngủ, tay chân để khô khoáng loạn xạ, tôi mới lay ông dậy đấy. Ông Long chớp mắt nhìn vợ bằng một cái nhìn đầy kinh ngạc. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ông đã nằm mơ thấy thằng Tín mà cứ ngỡ đó là sự thật, kêu gào liên tục mà chính bản thân mình không biết. Còn đang mải suy nghĩ thì vợ ông đã giục thêm. Thôi vào buồng ngủ đi, nhanh lên, khuya lắm rồi đấy ông biết không? À thôi thì bà vào trước đi, để tôi khép cửa lại, vừa nãy đã đóng rồi mà chẳng hiểu sao nó lại bung ra. Ông vừa nói vừa đứng dậy, bà Long cũng lầm lũi trở về buồng. Ông toan khép cửa lại nhưng thấy lòng bàn tay của mình nhói lên. Ông tò mò xòe tay lựa lựa dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay của ông Long là một vệt dài, làn đỏ như vừa nắm quá chắc, quá mạnh một vật gì đó. Ông giật mình xòe nốt đôi bàn tay còn lại thì ngạc nhiên đến tái người. Cả hai bên tay của ông đều xuất hiện một vệt đỏ, in hẳn chạy cắt ngang lòng bàn tay. Ông Long giật mình nhìn lên, dấu ấn đó là của mấy chấn xong cửa sổ. Ông bàng hoàng như chết lặng, chẳng lẽ tất cả những sự việc vừa rồi đều là thật và chẳng có cơn ác mộng nào hết. Ý nghĩ ấy còn đang chạy trong đầu thì bất thần từ phía cửa, một luồng gió lạnh buốt thổi vào. Kèm theo đó là một tiếng động dị thường cất lên, khiến cho ông đưa mắt nhìn ngay ra phía đó. Cái chổi tre lúc nào để ở góc tường không hiểu vừa sao lại vừa rơi xuống ở giữa sân. Cái cán chổi bằng tre đập trên nền gạch gây ra tiếng động dị thường lúc nãy. Ông Long kinh hãi đến thất thần, vội vàng đưa tay khép ngay cửa lại, rồi thở hổn hển như là người mới chạy đua đường trường. Ông quay đầu bất giác nhìn đồng hồ để bàn làm bằng nhựa. Hai cây kim ngắn, kim dài vừa ghép lại với nhau, chỉ đúng 12 giờ khuya. Hôm sau, thầy Long đến trường với một khuôn mặt tái mét, toàn thân hoàn toàn kiệt sức sau một đêm dài không ngủ. Ông đã vội chạy vào buồng theo chân của vợ, nhưng mà nằm trằn trọc mà mắt không tài nào nhắm lại, đành thức cho đến khi trời sáng mới vào buồng tắm rửa, đánh răng rửa mặt, lên xe đến lớp. Lúc chuẩn bị họp giao ban, có một số máy lạ gọi đến, khiến cho ông sốt ruột ấn nút nghe. Giọng alo từ phía bên kia hơi bồn chồn, ông lên tiếng đáp. Alo, Long xin nghe. Vâng ạ, chào thầy. À, chào anh là ai? À, em là chồng của Thơm, giáo viên lớp 5E trường mình đi thầy. Thầy Long nhìn quanh những gương mặt giáo viên quen thuộc đang thu dọn sách vở, chuẩn bị giáo án giảng bài. Không thấy Thơm đâu, thầy liền đáp. À vâng, anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Hôm nay cô Thơm không đi dạy sao anh? Dạ vâng ạ, em gọi cho thầy cũng vì việc này. Đêm qua chẳng biết vì sao mà nhà em bị ngất, nửa đêm phải đưa vào viện, đến bây giờ chưa tỉnh lại. Sáng sớm nay em đưa cái thằng Hải đến trường, định tìm thầy ấy, nói chuyện riêng xin cho vợ em nghỉ nhưng mà không có gặp.
cho nên mới mạo muội lấy số điện thoại từ chỗ bác bảo vệ gọi cho thầy. Thầy Long tỏ ra lo lắng, giơ tay ra hiệu cho những người đồng nghiệp im lặng thì nói: Thế cô Thơm thao rồi, có ổn không anh? Dạ, theo như bác sĩ nói thì vợ của em chỉ là hoảng hốt quá mà ngất đi. Đến bây giờ thì đã ổn rồi, nhưng mà em không biết là cô ấy làm sao mà lại bị như vậy. Ông Long khẽ chớp mắt hồi lâu, nhìn những người giáo viên khác đang hướng mặt về phía của mình, tò mò không biết ai đang gọi cho thầy hiệu trưởng. Đoạn ông nói: Vâng, thế được rồi. Anh bảo cô Thơm là cứ an tâm nghỉ ngơi cho lại sức. Công việc ở trường thì tôi sắp xếp cho những người khác. Chúng tôi thu xếp và thăm cô sớm. Vâng ạ, vậy thì chăm sự nhờ thầy. Thầy Long cúp máy quay lại những cô giáo khác rồi nói: Cô Thơm bị ốm, hiện tại đang phải nằm viện. Tình hình là hôm nay nhờ cô Nhung bên lớp 5D để sang cho các em lớp 5E tự sinh hoạt. Các môn nào có cô Thơm thì các em làm bài kiểm tra cho đề phù hợp một chút, cốt là để cho bọn trẻ nó trật tự thôi các cô nhé. Cuối giờ rồi mình tổ chức và thăm cô Thơm, còn tiết nào mà thiếu người thì tôi sẽ dạy thay. Mấy người giáo viên đứng đó đều gật đầu xôn xao bàn tán, không biết vì lý do gì Thơm lại ốm phải đi viện. Nhưng mà rồi tiếng trống báo cũng vang lên, thúc giục mọi người họp giao ban trước khi chia tay nhau ra từng lớp. Tiết thứ ba trong ngày là tiết Việt Văn. Do tình hình đột xuất chưa thể phân bố kịp giáo viên, cho nên thầy Long nhận nhiệm vụ trông coi một lớp. Đó chính là lớp của Hải, con của Thơm. Gần cuối giờ, thầy Long cho cả lớp làm bài chính tả. Thầy đứng trên bục giảng chậm chậm đọc từng câu, ngắt nghỉ từng dấu chấm, dấu phẩy. Bên dưới đám học trò hí hoái chép theo, cốt chỉ để sao cho nhanh hết giờ và giữ đám trẻ không nói chuyện. Thầy Long vừa đọc vừa chậm chậm di chuyển từ bục giảng xuống dưới, quan sát từng đứa học trò, kiểm tra xem có đứa nào làm việc riêng hay không. Lúc đi đến cuối lớp cũng là chỗ ngồi của Hải, thằng bé bỗng nhiên đứng phắt dậy, giơ tay lên rồi quay nhìn về thiếu thầy hiệu trưởng. Thầy Long giật mình cũng nghiêm nét mặt hỏi: Cháu có việc gì vậy, sắp hết tiết rồi định xin ra ngoài sao? Thằng bé im lặng không nói gì, nó cứ đứng đó dương cặp mắt nhìn thầy Long, ánh mắt đờ đẫn như một kẻ mất hồn, khiến thầy Long và cả đám trẻ xung quanh đều ngỡ ngàng. Đang định hỏi thêm thì bỗng thằng Hải thò tay vào túi quần, nắm lấy một vật gì bên trong rồi đưa cho thầy Long. Ông cũng vô thức đưa tay ra phía trước. Thằng nhỏ xòe tay, bên trong là một mảnh giấy gấp làm tư. Thầy Long vừa cầm lấy thì thằng bé liền ngồi xuống, cúi mặt xuống để chép bài. Ông Long chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đoán là thằng bé có điều khó nói định chia sẻ với mình, cho nên chỉ lặng lặng đút mảnh giấy vào quần, chờ cho hết tiết sẽ hỏi nó cho cặn kẽ. Nhưng trống vừa đánh thì thằng Hải đã đứng phắt dậy, lao ra ngoài cửa theo lũ bạn. Ông Long ngỡ ngàng không hiểu gì, bây giờ mới lấy tờ giấy từ trong túi quần mở ra đọc. Đó là ba cái tên và ba hàng chữ số. Tập thể giáo viên đến viện thăm cô giáo Thơm có khoảng 6-7 người. Một trong số họ đưa cả thằng Hải đến, nhưng mà nó đã vô tư bỏ qua ngoài chơi để cho mọi người nói chuyện. Mấy người giáo viên nhìn nét mặt vẫn còn tái xanh của Thơm sốt ruột suýt xoa. Trời đất ơi, cô đi đứng thế nào mà lại ngã ra đất? Một người khác thì liền đáp: Trúng gió đấy, đang giao mùa cho nên gió độc lắm, không cẩn thận là trúng gió ngay. Cô Thơm còn may là có chồng bên cạnh nói dại chứ nhớ chẳng may. 3-4 người khác xuống vào hỏi thăm sức khỏe. Thơm chỉ gượng cười khét cảm ơn để lấy lại tấm thịnh tình. Hiếu đã ra ngoài trông con để mấy người trong phòng bệnh. Tình hình sức khỏe của Thơm đã khá hơn ban sáng, nhưng mà mặt mũi của cô vẫn còn xanh xao bượt lạt. Dự kiến sẽ phải nghỉ tiếp mấy hôm. Không ai tỏ ra phản đối, nhưng mà họ cũng tranh thủ nói dăm ba câu chuyện rồi xin phép về sớm cho Thơm nghỉ ngơi. Lúc người đi ra cửa thì ông Long vẫn còn đang đứng ở đó. Chồng của Thơm cũng đã vào trong, nhưng mà còn thằng Hải thì vẫn chơi cùng mấy cô giáo trẻ. Trước mặt hai vợ chồng Thơm, ông Long đưa cho Thơm mảnh giấy gấp tư mà sáng nay Hải đã trao cho ông. Ông Long nói: Cô với anh xem đi, tờ giấy này là thằng bé sáng nay đưa cho tôi. Thơm cầm lấy dở ra đọc. Hiếu đứng bên cạnh trao mày nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Lê Văn Lệnh 0910, Nguyễn Văn An 1010, Trần Văn Khải 1110. Cả hai vợ chồng của Thơm đều trầm giọng đồng thanh đọc. Hiếu thì chẳng hiểu gì cả, anh gãi đầu ngơ ngác nhìn ông Long rồi hỏi: Thằng bé viết cái gì vậy? Em đọc mà chẳng hiểu gì thế à? Kia là những ai?
Hiếu còn đang định nói thêm thì từ bên cạnh, Thơm đã níu lấy tay của chồng, không để cho anh nói tiếp. Rồi cô run giọng lắp bắp nói: Đây là học sinh trong lớp của em mà, sao thằng Hải nó lại viết tên của chúng nó ra thế này? Thầy Long thở hắt ra rồi gật đầu lại chỉ tay vào mảnh giấy. Cô còn nhận ra cái điều gì nữa không? Hai vợ chồng của Thơm cùng nhìn nhau rồi chuyển hướng sang tờ giấy. Bỗng cả hai giật mình gật đầu. Nét chữ đẹp quá. Thầy Long liền tiếp: Hơn chục năm dạy Việt văn, cái khả năng nhìn nét chữ của tôi lúc nào cũng làm tôi tự hào. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi có thể biết được ngay chữ của ai. Thơm nằm ở trên giường bệnh mặt cũng tái xanh vì chính cô cũng vừa nhận ra những nét chữ này. Thầy Long liền tiếp: Cô có nhận ra nét chữ này không? Thơm gật đầu. Những nét chữ vừa quen vừa lạ kia, đêm hôm qua cô đã trông thấy trong cuốn vở học trò mà cô cho thằng Hải làm bài tập. Nó chính là đã ghi ra đáp án trước mặt của cô bằng những nét chữ tròn trịa dễ nhìn này. Nhưng mà những nét chữ này, cái kiểu chữ vừa thanh vừa đậm, nắn nót như vậy, Thơm còn nhìn thấy nhiều hơn. Đó là ở những bài kiểm tra, đó là ở trên bục giảng, bởi đó là nét chữ của thằng Tín. Ông Long cũng hiểu là Thơm đã nhận ra. Ông thì khác, ông đã nhận ra được ngay nét chữ này, ngay cái lúc mà dở tờ giấy kia ra đọc. Đó chính là cách viết chữ của thằng bé mồ côi, chính tay của ông cưu mang nuôi dưỡng, cho nên không thể nào ông châm lầm. Ông lại nhớ đến đôi mắt thất thần vô định của thằng Hải khi mà đưa cho ông mảnh giấy này. Đó không phải là một đôi mắt của một người tỉnh táo. Một đôi mắt ấy chứa đựng những nét nhìn của kẻ bị nhập hồn. Cả ba người đứng lặng thinh trong phòng bệnh, toát mồ hôi hột rồi điều hòa vẫn còn đang chạy. Bỗng mảnh giấy Thơm cầm ở trên tay tự nhiên nóng bừng lên, khiến cho cô giật mình hét lên rồi ném luôn xuống đất. Trước mắt cả ba người, mảnh giấy vốn dĩ rất bình thường ấy đột nhiên bốc cháy thành than. Những nét chữ nắn nót và cái tên và ba dãy số cũng theo nhau biến thành tro bụi, bốc lên cao theo lẻn gió vô hình bay ra ngoài qua khe cửa, để lại ba khuôn mặt vẫn còn đang hoảng hốt bần thần, không hiểu mình vừa gặp phải thứ gì. Nhưng mà họ nhanh chóng có được câu trả lời, chỉ sau đó có hơn 2 tháng, những câu trả lời cực kỳ ghê sợ. Ngày 9 tháng 10, cả trường nháo nhác trước không tin em Lê Văn Lệnh, học sinh lớp 5E, khi mà cả nhà đi vắng đã chết vì điện giật. Không hiểu vì tò mò hay nghịch ngợm mà cậu bé đã nhúng tay vào cái ca sứ đun nước đang cắm que sục điện. Thiết bị sử dụng đã lâu lại không có dơ le tự ngắt, cho nên bị dò điện mà người nhà không biết. Đến khi người nhà phát hiện ra thì quá muộn, thi thể của đứa trẻ đã đổi sang cứng đờ khô queo lại. Cánh tay của nó còn đang nắm chặt lấy que sục, lớp da tay đã bong chóc ra vì bị bỏng và điện giật. Nhưng những thảm kịch ghê gớm vẫn còn chưa dừng lại, bởi ngay ngày hôm sau, ngày 10 tháng 10, người ta lại kinh hoàng thông báo thêm một thi thể nữa vừa được dân làng phát hiện. Đó là Nguyễn Văn An, lại cũng là một cậu học trò của lớp 5E. Thằng bé sau giờ tan học trở về nhà, nhưng sau đó xin phép bà đi chơi, mãi cho đến tối nó không về. Người nhà lo lắng kéo nhau đi tìm suốt cả đêm mà vẫn không hề thấy tung tích của thằng bé. Phải cho đến tận sáng hôm sau dân làng mới phát hiện ra thi thể của nó. Thằng An nằm co quắp ngay bên ngoài của khu lò gạch bỏ hoang, đầu của nó rúc vào trong hầm lò, chân tay lại thò ra cả ngoài, mái tóc cháy xém vì bị đốt. Công an lập tức xuống điều tra, nhưng tại hiện trường họ chỉ tìm thấy dấu vân tay của thằng bé. Người ta kháo nhau rằng thằng An tự tử, đốt lửa trong hầm lò rồi tự chui đầu của mình vào và chết ngạt vì khói. Hai cái chết diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 2 ngày, dường như vẫn chưa khủng khiếp. Sang ngày thứ 3, ngày 11 tháng 10, có thêm một vụ việc thương tâm nữa xảy ra. Lần này người chết lại là một cậu học trò của lớp 5E, đó là Khải, Trần Văn Khải. Cậu bé chết vì sẩy chân ngã từ sân thượng của mình xuống nhà. Thế nhưng mà hàng xóm nói rằng họ trông thấy thằng bé tự trèo lên, run rẩy nhảy xuống chứ chẳng hề trượt chân như bố mẹ của nó nói. Không ai hiểu lý do gì mà bao vụ việc thương tâm lại nối đuôi nhau xuất hiện. Ai cũng sợ rằng những sự việc như vậy rồi vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ riêng 3 người, ông Long, cô Thơm và anh Hiếu là hiểu tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà họ đều im lặng trước thiết lực vô hình nhưng khủng khiếp của vong hồn.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.